ダーで居続けなければならなかった。すべてのシリンジの前を歩かないといけなかった。でも今の私はあなたと一緒に歩いていきたい。Ok, lần này ta sẽ làm nốt cái thủ tục cuối đó là mình mất lương một hôm nhà. À, về phần Pixel Story ấy, thì lý do sao mà Linh nói lại không hề mở lót cái chap 12 vào lùi của mình đã complete hết lần rộng 100% chap 12 rồi, nhưng mà lý do không chưa mở bởi vì mình chưa hệ cày của chap 11 chưa bằng hết đường tay thì thế lên mà ra làm thôi, nhưng mà hết đường tay thì chap 12 mình làm rồi. Các bạn thì mới quên ấy, xem nào, 15 đây 3 tức là 5 thải rồi. Ok, làm nó nhanh thôi, nhưng mà tự sự như mà mình kiểu không thời gian ấy, thì là một ngày làm video ít nhất phải được 5 phút mất các chỉ được ăn cơm nhỏ và tình cảm với cuộc này đã xong rồi kìa. Đây là cái đoạn mà Camu phải giả gái ấy. Rồi ôi, đến tôi đã đến
cá nhân mình còn bị lừa, mặc dù rõ ràng là mình kiểu nó không phải bị spoil, nhưng mà mình cũng đã được thấy hình ảnh của Camui lúc kia nó giả gái, thì mình nghĩ là chẳng lẽ xong sắc lần này cũng như giả gái, mình cũng nghĩ là Camui vì thế lên là và cái ô lời thoại nó đánh được mình đồng hồ, nó còn như rõ là Kitty Woman dấu đường hai Woman nó phải sắc và cứ lừa tôi. Mình cứ đang hy vọng sẽ có một nhân vật nữ như các bạn trên này đấy. Cứ các nhân vật trong đó trong thân sinh của mình ấy, thì đều kiểu đa bác đồ hình là nào ấy. Tức là đa phần phải lấy đồ chưa hết và một gì ra đấy là phải chết mất tích hoặc là em trai gì đó. Em trai của Ly rất là sống à, có lẽ do đấy chất đấy mình ngủ nên có lẽ mình còn không đọc hết câu chuyện của Ly nhưng mà rồi mấy cái càng xấu thì cũng vui không lời cả. Rất mệt mỏi. Tức là mấy cái đứa bị corrupt ấy, corrupted được ok. Cơ lơ tết đúng chưa, khỏe ngang đúng không, hôm nay mình vào trận mới rồi không biết đôi khi kiểu nó mình hay quên thì mình mở mới rồi mình à ừ đúng rồi mình vào trận mới rồi nhỉ, tự nhiên cái nét của lúa ở trận mới đây là bạn mình mở đầu còn đây mới bắt đầu nha mình đấy nãy mình đôi lúc mình hay quên rồi.
束通り勝利しました。Ok, đây là lúc đoạn chúng ta không vui giả gái.
fuck? And can we get a light on Kobe? Okay. The fuck? Figure it out.
の後ろに。フォローをお願いします。
み続ける者が勝つ。この結果はいかがでしょうか。全力を出しましょう。この結果はいかがでしょうか。全力を出しましょう。全てを終わらせましょう。
はいかがでしょうか。フォローお願いします。